cả nhà ơi. Hôm nay là ngày thứ ba và bây giờ là buổi chiều tà. Mới đi bên Hòn Tầm về nhưng mà chưa có tắm được biển nữa. Hôm nay buổi chiều cái Dũng đi ra đây để Dũng thưởng thức cái biển của Nha Trang như thế nào. Nghe nói biển Nha Trang đẹp lắm. Thì bây giờ Dũng đi ra thì khách sạn của Dũng ở đối diện với là bãi biển luôn. Đó, cho nên là tất cả những cái dịch vụ giống như là ghế nè, với lại dù nè là đều phi hết. Cho nên là chỉ cần đi ra đây và tắm biển thôi. Thì lúc hồi chiều về là khoảng tầm cỡ 3 giờ rưỡi. Lúc đó còn nắng quá cho nên là không có ra. Thì vô phòng nằm nghỉ tí xíu, bây giờ đi ra biển rồi. Bây giờ cũng khoảng tầm 5 giờ cho nên là Dũng đi ra biển. Dũng có thể là tắm một tí xíu. Tắm chìm trong nước biển một tí xíu để cho nó rũ hết tất cả những cái gì gọi là xui xẻo, những cái gì gọi là bụi trần cho nó đi hết. Mọi người có thấy Dũng đen không ạ? Rất là đen đúng không ạ? Rồi, bây giờ Dũng sẽ quay cho mọi người coi bãi biển buổi chiều tà ở Nha Trang như thế nào nha. Đó, cả nhà thấy sao ạ? Rất là đông đúng không ạ? Đông mà. Đó, khách sạn của Dũng ở là khách sạn bên đây. Đó, đây khách sạn này. Khách sạn này nè. Đó, thì đối diện là dù với lại là ghế đồ phở tăng đồ được phục vụ phía hết. Nhưng mà không biết là hình như là có chuyện bị viên hay sao á. Như là có chuyện. Đây, hình như là em nghe cái tiếng chị. Em nghe tiếng chị. Em đang ngủ ở trong phòng mà. Dạ. Thấy là em đang ngủ trong phòng mà. Em ngồi dậy em đi tắm biển. Đây đông quá trời luôn cả nhà ơi. Rất là đông. Hồi trưa nắng quá em tính ra là lúc hồi trưa về là tính đi luôn, tắm luôn nhưng mà nắng quá. Cái em chờ. Dạ giờ mát, nãy giờ chị ra lâu chưa? À vậy hả? Trời ơi, đã quá mọi người ơi, mát quá. Đã chưa. Bạn nó đâu hết trơn rồi. Tụi nó đâu rồi. Ủa nãy giờ có ai ra không chị Duyên? Nãy giờ có ai ra chơi biển không? Cái túi chị để đằng kia hả chị Duyên? Sao nói là đối diện với khách sạn của mình là có dù với lại ghế ngồi mà đi ra không thấy đâu hết. Mà tập trung ngay cái chỗ cái khu vực này thì xa xa thì rất là có nhiều người. Có rất là nhiều người, có dù, có ghế đầy đủ hết. Tôi không biết là lợi chỗ này thì có thể ngồi được hay không, hay là như thế nào, hay là phải trả tiền, hay là phải trả phí hay làm sao. Ôi. Này chị bán gì đây, có thể là đậu. Đồ nó nóng quá chị. Dạ. Dạ dạ. Không? Có gì đâu. Không phải. Trong bệnh là mình viện rồi. Dạ. Dạ. Nó bị thì em chịu mà đi ra đây hả? Thì sẽ có cô bán đấy có khác. Cô bán hàng rong. Đậu. Bao nhiêu một ly vậy cô? Chú 2 ly hay 1 ly?
20.000 một ly nha mọi người, 20.000 một ly đậu hũ rất là nóng. Cô sẽ đánh dọc bãi biển để mà bán cho những khách du lịch khi họ thích thì họ ăn. Ngoài cái gánh tàu hũ nóng thì cô cũng có bán, có những cô bán bánh tráng, dạo dọc bờ biển. Đông quá trời luôn. Nói chung là gửi một chút gió biển nghe cũng người mình nó cũng có những cái mùi mà mặn mặn của biển á. Đông ha mọi người, thật sự là phải nói là lâu lắm rồi á, lâu thiệt là lâu rồi á, Dũng mới đi Nha Trang lại. Như Dũng đã nói những cái clip ở phía trên là có thể là 11, 12 năm hay là 13 năm không chừng, là lúc đó Dũng có đi ra Nha Trang, để Dũng quay cái bộ phim Điệp Vụ Chân Dài, và cái phim đó rất là thắng lớn, thời điểm đó nó cũng đang hot. Trời này đi rất là mát nha mọi người, và rất là đông. Đây thì họ có thể là đây, không biết là thuê những cái này thì có phải tốn phí hay không, tại vì nãy giờ Dũng cũng đang thắc mắc hoang mang, giống như nãy giờ Dũng nói á, là cái bạn hướng dẫn viên bạn ấy nói là đối diện khách sạn mình là bãi biển, thì ai muốn tắm biển thì đi ra, ghế dù là được phi miễn phí, không có tính tiền đó. Thì không biết là cái chỗ này có phải là như vậy không, tại vì đối diện khách sạn Dũng ở nằm tốt ở đằng kia, mà cái khu này thì đối diện ở khách sạn là Melissa đó, khách sạn của Dũng nó nằm đó đó, thì không biết là có được sử dụng không thì mình không biết đó. Còn đây là phao, mấy cái dụng cụ để mà làm đi biển, biết có được sử dụng hay không. Trời ơi, rất là đông cả nhà ơi, chiều á đông lắm đó, không những là chỗ này nha mà nó dài tuốt ở trên kia luôn á, để cho mọi người coi nè đó, nó xa xa dài tuốt ở trên kia luôn á, rất là đông luôn cả nhà. Có thể là do thời tiết nóng quá đó, khách du lịch cũng có nè, dân địa phương cũng có nè, nhiều lắm, cho nên một chiều là bà tú ra và tắm biển. Mà nghe nói, nghe các bạn hướng dẫn viên nói nha, là biển Nha Trang có cái khoáng chất gì đó để mà chữa bệnh được hay sao đó, giống như là tùy theo vùng á, tùy theo vùng á cả nhà, có thể chữa bệnh được đó, cho nên là người ta tới thường là làm cái gì thì làm, người ta cũng phải tắm biển một lần hả. Nghe nói là trị bệnh xương khớp gì đó cả nhà, chắc một lát thôi Dũng phải đi xuống đó, tại vì giờ gần đây Dũng có bị bệnh xương khớp nè, tay chân rồi nó hơi bị đau, và đặc biệt là cái ngón út của Dũng nó cũng bị đau xương khớp lắm. Nhưng mà mình nói vậy thôi cả nhà, đúng không, nói vậy thôi chứ chẳng lẽ giờ tắm lần là coi như nó hết, nó chơi vậy thôi chứ chẳng lẽ đi lâu lâu mới đi du lịch xong, mà chẳng lẽ lâu lâu rồi nhào xuống tắm ở biển Nha Trang một lần rồi hết, đúng không? Đi quay hoàn cảnh đi cả nhà ơi. Đây chiều rồi có các anh là tí rồi nha. Dạ ok, không sao anh. Nào, cho em quay tí xíu nhanh nha. Dạ. Cái này là mực là khách order hả anh hả? Dạ khách order nướng xong rồi, giờ mực mình ăn. À. Nướng mình ăn, mình thề mình ăn thôi. À là cái này của anh đó hả? Dạ. Dạ, dạ em biết rồi ạ, à, tại em muốn quay YouTube thôi. Dạ, dạ. Dạ. Wow. Mực dày quá anh ha. Rồi. Cái này là tôm hùm mà anh hả? Tôm hùm. Còn con cua này là cua gì ta? Cua gì vậy anh? Con cua cúp anh? À con cằn cúm. Cái này luộc sẵn luôn hả anh hả? Dạ. Đây đây nè cả nhà.
anh gánh đi, rồi xong rồi có khách nào mua thì dừng lại, rồi xong mà anh nướng cho khách ăn thôi. Đó. Mực nướng sa tế anh. Dạ. Đó, cái sa tế anh để sẵn đó mọi người. Xong này nướng sơ sơ, xong rồi trộn với sa tế. Ở trong đó nó có gia vị sẵn rồi, chỉ cần là coi như là bỏ lên rồi nướng thôi. Ôi trông rất là hấp dẫn nha mọi người nha. Phao 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 em ơi. Em ơi phao. Cảm ơn anh nha. Cuối cùng là tôi cũng có nhúng cái thân xác của tôi xuống biển rồi nha cả nhà. 3 ngày đi biển thì tôi cũng đã có nhúng cái người tôi xuống rồi nha. Đó. Rồi, người nó rất là đen và rất là rác và rất là đỏ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video clip này. Hẹn mọi người những cái clip tiếp theo. Bye bye.